Xin chào mọi người, cùng đến với kênh Sài Gòn Crypto, là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Thì như thường lệ thì mỗi tuần thì mình sẽ cập nhật video đến cho mọi người ở những thời điểm khác nhau trong một tuần, để làm sao mà những nội dung video mình mang đến cho mọi người nó sâu sắc nhất và giúp các bạn có thể là cập nhật những thông tin mà tác động đến thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì hiện tại thì giá BTC đang ở mốc là 38.600 đô. Thì hiện tại thị trường đang là màu xanh ha mọi người ha. Thì trước đó thì có những thông tin xấu đến từ căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thì hiện tại là hai bên đang là đánh nhau rồi. Thì trước đó thì BTC tụt rất là nhiều, mức thấp nhất của nó là BTC khi mà tụt về thấp nhất là nó ở vùng là 34.400 đô la này ha. Thì khi đó thì hiện tại là thị trường chìm trong là những cây nến đỏ liên tiếp luôn, mọi người có thể thấy BTC lúc đó là có 4 cây nến 4 giờ giảm liên tiếp, và có một cây nến Maruoso ở đây nè, cây nến nến có lực bán rất là mạnh ha. Cây nến rất là dài và mạnh luôn, cho thấy là lúc đó là thị trường đang là rất là hoảng loạn và nhà đầu tư có hiện tượng bán tháo từ vùng là 39.000 giảm một mặt về vùng 34.000, giảm hơn 5.000 đô la cho một BTC ha. Hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường đang giao dịch ở mức là 1.700 đô la. Trước khi đó thì nó về vùng thấp nhất là vùng 1.500 đô la này, cùng với cái vùng trước đó mà mình có phân tích nè. Phân tích là cái vùng này 1.500 đô la là cái vùng là hỗ trợ của tổng vốn hóa của thị trường ha. Thì hiện tại thì cái tổng vốn hóa thị trường total này đang nếu mà nó lên thì nó đang hình thành, có thể hình thành mô hình hai đáy ha. Là mô hình báo hiệu cho một cái xu hướng tăng tiếp tục ở khu vực trước đó. Thì chúng ta cùng quay lại với biểu đồ BTC. Thì khi mà BTC giảm một mặt từ vùng 39.000 về cái đáy vừa rồi là 34.500, thì nếu nó là không có giữ được ở cái vùng là 36.000, ở cái video trước đó thì mình cũng đã phân tích rồi. Thì nếu mà BTC không giữ được ở cái vùng 36.000 này thì rất có thể là nó sẽ có một lực bán khá là mạnh thôi. Thì khi mà BTC không giữ được ở vùng 36.000 này thì nó tụt về một mức là 34.500, và cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là sẽ là vùng 33.000 này đó. Nhưng mà khi mà BTC đạt một mặt về cái vùng là 34.000 này đó, thì lập tức là có một cái tín hiệu buy vô rất là mạnh luôn. Cái lực bắt BTC ở cái khu vực là 34.000 này rất là mạnh luôn, thì dẫn đến đó là có nhiều cây nến H4 tăng lên tiếp ha. Thậm chí nó tăng gần đến là 40.000 này luôn. Và hiện tại thì khi nó tăng lên cái vùng gần 40.000 này, nó gặp cái đường EMA 89 thì nó đang có một cái lực cái cú hồi về rồi. Và hiện tại là BTC đang giao dịch ở vùng là 38.500 đô này. Thì hiện tại thì theo mình đánh giá thì cái vùng BTC này chỉ là một cái vùng cơn sóng hồi của khu vực trước đó, khi mà BTC đạp về ở cái mức này và lập tức có một cái tín hiệu buy rất là mạnh. Hiện tại theo mình, quan điểm của mình chỉ là một cơn sóng hồi thôi, còn BTC vẫn đang trong một cái giai đoạn giảm của nó, vẫn đang nằm trong một cái khu vực giảm của nó đây. Thì cái khu vực hỗ trợ mà gần nhất của nó vẫn là
cái về cái vùng hỗ trợ 36.000 này, đó là cái vùng hỗ trợ của nó hả, thì rất có thể là nó sẽ hồi về cái vùng 36.000 này. Trước khi bật lên, hoặc nếu mà không giữ được thì rất có thể là BTC sẽ test lại cái đáy lần trước của nó một lần nữa ở cái vùng 32.500 này. Thì hiện tại thì theo kịch bản đó, thì sẽ có hai cái plan mà do mình nhận định. Thì hiện tại là BTC vừa qua là có nhiều cái nến H4 bơm rất là mạnh rồi, và nó phải có một cái điểm hồi về trước khi nó muốn tăng lên thì nó mới có một hình tăng bền vững được của nó. Còn hiện tại thì thông tin chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang rất là căng thẳng ha. Thì chúng ta không thể biết được là BTC sẽ đi đâu về đâu. Và hiện tại là hai cái vùng hỗ trợ của nó cực kỳ quan trọng là ở cái vùng 36.000 này, và tiếp đến đó là cái vùng 32.500, sẽ là hai cái vùng hỗ trợ mạnh nhất. Theo mình đánh giá là vùng 32.500 sẽ là vùng hỗ trợ khá là mạnh ha, của BTC. Thì chúng ta cùng xem qua dominant của BTC một chút xíu thôi. Thì khi vừa qua là có một cái lực vốn hóa của thị trường đẩy vào BTC ấy, mà có vùng bắt đáy của BTC ấy, thì lập tức là BTC Dom chạm đến vùng 40, gần 40 và gần 44% này ha. Theo những nhận định của video của mình trước đó thì BTC sẽ sớm đạt ở cái vùng phần trăm này là khoảng tầm 44.000. Thì khi mà dominant của BTC đạt mốc là gần 43,5% này, 50% này, thì lập tức là có sự điều chỉnh, có sự hồi lại của BTC nha. Hiện tại thì vốn hóa thị trường thì đang dồn về cho BTC nha. Thì các đồng altcoin khác thì hiện tại là đang có dấu hiệu bị rút vốn hóa của các đồng altcoin khác để đổ dồn về BTC. Hiện tại thì theo nhận định cá nhân của mình thì BTC cần phải có một cái cú hồi về ha, hồi về trước khi nó tăng trở lại. Nhưng mà hiện tại trong cái xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm mà, thì rất có khả năng là BTC có thể test lại những cái đáy trước đó của nó. Nên nếu hiện tại xu hướng thì chưa rõ ràng, thì nếu mà theo mình thì nếu mà BTC nếu mà trường hợp xấu BTC test lại về cái vùng 32.500 này, thì mọi người có thể là canh một phần vốn vào của mình ha. Còn hiện tại thì BTC vẫn đang giao dịch trong cái vùng trading range khá là rộng này, chưa có một xu hướng là nhất định, nên mình thì mình vẫn đang đứng ở ngoài thôi. Nếu mà mình có vào thì trường hợp là BTC về vùng 32.500 này thì mình mới là xác định là canh vào một phần vốn của mình ha. ADA, ADA ở trước đó thì mình có nhận rồi. Khi nó không có giữ được ở cái vùng là vùng hỗ trợ của nó là vùng 0.9 này, đô này, thì lập tức là nó bị bán tháo, có lực bán rất là mạnh luôn, về tận là 0.7 đô, thậm chí là nó phá qua cả cái đáy ở đợt giảm khi BTC về vùng là 32.900 ở lần đáy trước đó. Nó thậm chí nó đã phá qua cái đáy khá là sâu luôn, mọi người thấy không? Nghĩ đáy trước đó của nó khi BTC về vùng 32.900 này, mà nó chỉ về vùng là khoảng là 0.9 mấy thôi. Nhưng mà cái đợt giảm giá của vừa rồi thì khi mà nó ADA không giữ được ở cái vùng hỗ trợ là 0.9 này, thì lập tức là nó giảm rất là mạnh luôn. Thì những nhận định của mình ở video trước thì ADA thì một cái trạng cực kỳ xấu, tại vì là ADA là một con mà hệ sinh thái rất là xịn sò, rất là mạnh luôn, nhưng mà tại vì nó đã tăng trưởng trong một thời gian rất là dài rồi, từ khoảng là cuối năm 2020 và đến tăng là đến nửa đầu năm 2021 thì nó đã tăng rất là nhiều rồi, tăng rất là nhiều rồi. Thì thậm chí là mọi người thấy không, kể cả cái thời gian mà uptrend ở ở cái season trước đó là khoảng tầm tháng tháng 8 là cái xu hướng vẫn trong xu hướng uptrend,
nhưng mà nó đã giảm giá tận đến hiện tại luôn, và nó đang có một cái xu hướng giảm rõ ràng luôn. Thì nếu ADA mình có thì nếu ADA thì mình hiện tại mình vẫn đang đứng ngoài thôi, tại vì mình hiện tại mình không có biết là cái đáy mới tiếp theo của nó là cái đáy như thế nào. Và nếu BTC hiện tại nha, mà có thể nó trường hợp xấu mà có thể test lại một cái đáy là khoảng tầm 30 32.500 trước đó của nó, thì khả năng cao BTC, khả năng cao ADA này thì mọi người không biết là cái có thể nó thậm chí nó có thể rớt vào vùng là 0.3 này, cũng có thể rất là có thể, tại vì hiện tại là ở khu vực này thì không có quá là nhiều cái hỗ trợ của nó, và ADA hiện tại đang là đang tạo cái đang tìm dò cái đáy mới, dò cái đáy mới do nó bị bán tháo khi mà nó đã không có giữ được ở cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 0.9 này. Thì nếu mọi người có mà đu ADA trên những khu vực cao này và mình có thầm mà thích con này, thì mọi người có thể canh, và khi ADA giảm về các vùng sâu và canh DSA thôi. Còn những bạn nào mà chưa vào ADA thì mình khuyên là không nên nào vào ADA, tại vì hiện tại là ADA mình không có thể biết được là cái đáy của nó là sẽ nằm ở đâu. Solana thì hiện tại là Solana cũng khi mà nó về được cái vùng là hỗ trợ của nó là vùng 80 đô la này, thì lập tức là nó có vùng hỗ trợ này khá là cứng nên nó không có bị giảm quá là mạnh. Cái mọi người thấy cái chân nến rút lâu này của nó là chỉ là cái break thôi, fail break, thậm chí là có nghĩa là nó chỉ là nó vừa qua khỏi cái vùng hỗ trợ này, có thể có nghĩa là nó sẽ về lại cái khung trên này của nó chỉ là fail break thôi. Mọi người thấy không? Cái chân ở đâu của nó này. Đó. Hiện tại thì ADA đang nằm ở cái khu vực hỗ trợ của nó là khu vực khoảng tầm 88 đô la này. Đó. Thì xem qua khung H4 này, xem cái này thôi. Thì nếu mà trường hợp mà thị trường có, nếu mà Solana giữ được ở cái vùng hỗ trợ này, thì khi thị trường trend lên thì nó sẽ tạo thành mô hình hai đáy này, và Solana là một trong những con mà có mức độ hồi rất là tốt và so với những đồng coin top. Thì khi mà Solana mà nếu mà trường hợp mà BTC xấu và Solana không giữ được ở cái vùng hỗ trợ này, thì mọi người rất có thể thấy là Solana có thể giảm ở về cái vùng khá là sâu hơn, có thể là cái vùng 60 đô này nha. Đó. Vùng 60 đô này, khi mà Solana không giữ được ở cái vùng là 80 đô này, thì mọi người rất có thể thấy là Solana sẽ về vùng 60 đô này ha. Đó. Mình cũng xem qua chặt Near coi. Near cũng là một trong những con coin top, bên cạnh là ETH và Solana là một trong những con mà mình rất là quan tâm, tại vì Near là Solana là những con mà có hệ sinh thái rất là tốt rồi, đi đường dài rất tốt rồi. Nếu mà mọi người hold dài hạn thì không có vấn đề gì hết. Còn hiện tại là Near đang giao dịch ở vùng là 8,5 đô la này. Trước đó thì mình cũng đã nhận định là nếu mà nghe về vùng là vùng 7 đô này, 7 đô rưỡi này, thì mọi người có thể canh và vào một phần vốn của mình ha. Thì khi mà nghe về vùng hỗ trợ này của nó thì nó đã có bật lên lại ha. Và nếu mà trường hợp mà nghe về vùng 5 đô này thì càng tốt, nếu mà nghe không giữ được ở cái vùng là 7 đô rưỡi này thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo đó của nó là sẽ vùng 5 đô này, mà mọi là mọi người nếu mà mọi người có thích Near đó thì mọi người có thể canh và vào hai cái phần vốn của mình đó. Là một mức ở vùng, nếu mà tốt thì có thể vào vùng là 7 đô rưỡi này một phần vốn này, và vùng 5 đô này là một phần vốn này. C
C98, C98 thì tháng 7 này là năm nay thì mới có lịch trả token ha. Thì còn tận là 4 tháng nữa. C98 mới có lịch trả token, hiện tại là chặt C98 khá là xấu, nó liên tục dò đáy và nó đang trong cái chặt giảm rõ rệt của nó từ khi mà nó lập đỉnh từ tháng 8 đến nay nè. Mọi người có thể thấy không? Đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này. Và cái vùng hỗ trợ cuối cùng của nó là sẽ là vùng 0.9 đô này ha. Thì trước đó là xin 8, thậm chí là về gần là tới rồi, là khoảng là về vùng 1 đô này nè. Thì nếu mà mọi người có đu C98 ở các vùng trên đó, thì mọi người có thể là canh DCA một phần vốn. Đó, về nếu mà xin tán về vùng 0.9 này thì mọi người có thể canh và đi xây thế mà. Còn hiện tại thì chúng ta không có, hiện tại thì C98 vẫn đang trong một cái trend giảm dài hạn của nó và nó liên tục tạo cái đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đó. Thì nếu mà mọi người có đu C98 trên những cái vùng cao bên này thì mọi người có thể canh và đi xây thêm mà. Celo cũng vậy, Celo là một cái chart cũng khá là giống với cái chart C98 mà. Thì hiện tại thì Celo là nó đang nằm trong cái vùng là vùng hỗ trợ của nó là vùng 2 đô này ạ. Thì nếu mà mọi người có đu Celo ở trên những cái vùng trên này thì mọi người có thể canh Celo về vùng 2 đô này và mọi người có thể là để lên CA nha. Còn hiện tại thì Celo mình vẫn đứng ngoài thôi, tại vì chặt nó khá là xấu. Nếu mà vùng 2 đô này nó không giữ được thì mình không biết là nó sẽ tạo thêm một cái đáy nào dưới đây nha. Tại hiện tại dưới đây thì nó sẽ không có cái vùng hỗ trợ nào là quá là hết, quá là cứng hết. Có thể là nếu mà 2 đô không giữ được thì nó, mình nghĩ là có thể sẽ một cái đợt giảm khá mạnh về cái vùng tận là vùng 1 đô 7 này mọi người ạ. Đó. Thì nếu mọi người có đu sơ đồ ở những vùng trên này thì mọi người có thể canh DC ha. Tại hiện tại cái lực buy của Celo này không được quá lớn thôi, nên mình vẫn đứng ngoài thôi. Mình cùng xem cơm nào thôi. Thì trước đó thì trong những video trước mình nhận định đó thì có một bạn hỏi mình là giữa Polkadot và Near thì nên hold con nào, thì mình thấy Polkadot hay Near thì đều là những con mà có hệ sinh thái tốt và đi dài hạn. Thì Near thì thời gian qua thì tăng trưởng cũng khá là nhiều rồi, thì còn Dot thì nếu mà bạn mua thì mình nên xác định là phải hold dài hạn, thì nếu mà nó tăng ngay thì cũng tăng chưa được đâu. Thì theo thông tin thì có thể cuối quý 1 này thì nó mới đấu giá Balanchine đó. Thì nếu mà đó thì mọi người cứ nên thôi giá đó, với lại là FTT đó là một trong hai con thì mình cũng có trong portfolio mình và mình cũng hold dài hạn. Thì bạn cần xem là nếu mà bạn thích Near thì nếu mà Near hiện tại thì đã tăng trưởng cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà Near mình nghĩ thì nếu mà nó tăng thì nó sẽ là trong thời gian ngắn hạn thì nó sẽ tăng có tốc độ nhanh hơn so với Dot. Dot thì không cần gì phải nói rồi, Dot thì một con rất là tốt rồi, nhưng mà mọi người nếu mà mua Dot thì phải xác định là phải giữ dài hạn thôi. Thì hiện tại là Dot cũng đang nằm cái vùng mua khá là đẹp này, là vùng 15 đến 16 đô, 16 đô. Thì hiện tại thì một cái đó thì mình thấy là vùng này thì mọi người có thể mua một phần rồi. Và nếu mà đó về vùng 10 đô này thì mọi người có thể canh vào một phần nữa. Nếu mà trường hợp thì cái vùng 15 đô này nếu mà đó giữ giá được thì nó có thể là nó sẽ tạo thành mô hình hai đáy này, là mô hình có tín hiệu là tiếp theo đó là mô hình tăng giá. Nếu mà về vùng 15 đô này nó giữ được thì nó sẽ là một mô hình rất là đẹp và ủng hộ xu hướng tăng giá tiếp theo đó của nó.
Biko thì hiện tại thì liên tục dò đáy mọi người ạ. Thì Biko này mình không sẽ không biết cái đáy tiếp theo đó là cái đáy nào của nó, thì nó phải vạch qua được cái vùng này của nó này, là cái vùng 2 đô này, 2 đô 3 này, là có nó phải có một cái lực cầu đủ vào rồi qua khỏi vùng này, thì khi đó thì nó mới thoát ra được cái khỏi được cái xu hướng downtrend ngắn hạn của nó. Mà hiện tại nó liên tục ở đáy, mọi người thấy không, ở khu vực này có một cái lực bán rất là mạnh, cái volume giao dịch của nó ở khu vực này rất là mạnh này, thì chúng ta không biết được Pico này nó sẽ tạo một cái đáy nào tiếp theo của nó. Thì với Pico thì mình hiện tại mình đang đứng ngoài thôi và quan sát thôi, mặc dù Pico rất là tốt nha. Linh trên Linh thì thời gian qua thì trong từ năm 2021 đến hiện tại thì so với những con khác thì nó không có sự tăng trưởng quá là nhiều, nó tăng nhưng mà nó tăng không được nhiều những con khác. Thì con Linh thì là một con là ông vua của Oracle, là thì nếu mà mọi người nắm giữ dài hạn thì mọi người cũng có thể là cân nhắc vào Linh, nhưng mà xác định là nắm giữ dài hạn đó. Hiện tại thì Linh đang giao dịch ở vùng là 13 đô này, 13 đô. Thì hiện tại Linh thì mình cũng thấy cái vùng 13 đô này là cái vùng là đang là nó nằm trong cái khu vực là hỗ trợ của nó. Hiện tại thì video đến đây cũng là dài rồi. Thì tất cả nội dung trong video thì chỉ là mục đích cung cấp thông tin, và mình thấy là đúng với bản thân mình khi mình đã trải qua thị trường tài chính này cũng khá là nhiều rồi. Mình thấy những kiến thức này đúng với bản thân mình thì mình muốn chia sẻ đến cho cộng đồng, miễn phí đến cho mọi người thôi. Thì nếu mọi người thích mình làm về chủ đề gì thì mọi người có thể comment ở bên dưới ha. Và mọi người có thể join vào nhóm Telegram, mình sẽ có để link ở phía dưới này, thì khi vào đó mọi người có thể sinh hoạt cũng như là đặt có thắc mắc gì thì bên mình sẽ sẵn sàng trả lời cho mọi người ha. Thì tại vì mình mục đích của mình lập ra kênh này tại vì mình thấy là một số kênh khác họ dù kiến thức thì mình thấy là cũng cũng bình thường thôi, nhưng mà một số kênh khác mình thấy là họ là mục đích là thu tiền, mục đích lùa gà, nên mình không có thích. Nên mình muốn lập ra kênh này, mình muốn là chia sẻ một thông tin miễn phí đến cho mọi người, và hàng tuần thì mình sẽ ra video cập nhật thông tin tình hình on chain, hoặc là có những dự án nào thì hay đừng xem nào mình cũng cập nhật cho mọi người, và để mình sâu sát cập nhật thông tin một cách nhanh nhất đến cho mọi người ha. Thì nếu mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe kênh, và hoặc là join vào nhóm Telegram của cộng đồng Rick Sài Gòn Crypto. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau. Cảm ơn mọi người.